Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu video S VHS rất là đẹp. Đó chính là đầu Hitachi, model là VTS1000. Đây là một đầu S VHS được thiết kế rất là đẹp, có thể nói là đầu S VHS số cao nhất của dòng S. Ở Hitachi cái dòng S thường có model là VTS, chẳng hạn như là VTS 630, VTS 730 vân vân. Thì máy này là VTS 1000 là đời cao nhất. Và chúng ta thấy là Hitachi nó có cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó chính là Mazda. Mitsubishi thì có Fantas, Toshiba thì có Arena và Hitachi thì có Mazda. Đầu này được thiết kế với lại hai cái hồ nhựa bên hông nhìn rất là đẹp, hai cái hồ nhựa màu nâu nhìn rất là sang trọng. Máy này được sử dụng đồ từ Amorphous, đồ từ rất là bền. Và máy này có dàn cơ nằm ở phía chính giữa của máy. Ngoài ra máy còn có chức năng DCNR. Đây chính là cái chức năng giảm nhiễu của màu bằng kỹ thuật số. Chức năng DCNR này sẽ giúp cho màu sắc trở nên đẹp hơn, tươi sáng hơn nhờ tính năng kỹ thuật số. Đây chính là cửa bên của máy. Đây chính là cái phím điều khiển của máy. Đây chính là nút play, hai nút tua băng, nút stop, nút tạm dừng, nút nguồn, nút ghi băng. Ngoài ra phía trên đây còn có một số nút dùng để chọn những chức năng khác, chẳng hạn như là chúng ta có thể là đắp pin âm thanh nè. Rồi đây chính là cái công tắc dùng để chọn ngõ vào. Rồi đây chính là cái nút cho phép chúng ta là tua băng về vị trí đầu với tốc độ cực nhanh. Nó cũng giống như rewind vậy, nhưng mà rewind chúng ta chỉ tua tốc độ là bình thường thôi. Còn cái nút này là tốc độ cực nhanh. Chẳng hạn như khi chúng ta phá một cái băng nào đó đến cuối băng, thì chúng ta nhấn cái nút này nó sẽ tự động tua về đầu với tốc độ cực kỳ nhanh ha, thời gian rất là ngắn. Và cái tính năng này chỉ có cái model này và một số model của máy Sony mới có mà thôi. Đây chính là nấm gió và shuttle. Ở đây còn có một số nút dùng để thực hiện chức năng edit. Chúng ta sẽ không sử dụng những phím này. Đây chính là cái công tắc dùng để chọn chế độ âm thanh nè. Chúng ta có thể là chọn âm thanh hi-fi mix hoặc là âm thanh hi-fi bình thường. Đây chính là công tắc dùng để chọn chế độ là bình thường hoặc là edit. Đây chính là hai thanh gạt hay biến trở thanh gạt dùng để điều chỉnh mức âm lượng khi mà chúng ta ghi băng. Đây chính là jack cắm headphone. Đây chính là con mắt nhận hồng ngoại. Đây chính là đồng hồ hiển thị. Chúng ta thấy là nó khá đơn giản, nó chỉ có một logo SVHS, hai đèn tia hiển thị mức âm lượng và một cái đồng hồ timer mà thôi. Mặt trước của máy còn có một số nút chức năng khác, chẳng hạn như là hai nút tracking nè, chúng ta có thể điều chỉnh tracking bằng tay. Đây chính là nút ô tô tracking. Rồi nút SVHS này, chúng ta có thể là chọn ghi ở chế độ SVHS hoặc là băng VHS thường. Đây chính là cái công tắc dùng để kích hoạt chế độ DCNR. Nếu mà chúng ta muốn màu sắc trở nên tươi sáng hơn, đẹp hơn thì chúng ta sẽ nhấn cái này. Thì nó sẽ có một cái đèn LED ở phía trước ha. Khi mà chúng ta nhấn vào thì nó on lên. Thì cái đèn này sẽ sáng màu đỏ. Đây chính là cái công tắc dùng để chọn chế độ khi ghi băng. Chúng ta có thể chọn là SP hoặc là EP. Đây chính là nút counter resettle nè. Rồi rất là nhiều nút khác. Ở dưới đây có một cửa nhỏ. Khi chúng ta mở ra thì sẽ có ngõ vào AV in và đây chính là line 2 nha, bao gồm là ngõ AV thông thường và S video. Ở đây có hai ngõ để cắm micro nữa. Đây chính là phía sau của máy. Đây chính là cái jack cắm AV. Đây là audio nè, video và ngõ S video. Đối với những đầu SVS thì dường như là đầu nào cũng có cái ngõ S video này, chúng ta ưu tiên những cái cổng này thì cái chất lượng hình ảnh sẽ tốt hơn. Thì nó bao gồm là có AV in nè và AV out. AV out là có hai ngõ ha. Ngõ 1 và ngõ 2. Đây chính là hai ngõ dùng để cắm anten. Đây là ngõ AV bus và đây chính là cái ngõ điều khiển AV. Chúng ta sẽ không sử dụng những cái jack này. Một điều đặc biệt nữa ở máy này đó chính là nó sử dụng cửa điện. Và chúng ta muốn đưa băng vào chúng ta phải bấm nút reset để đẩy cái khay ra.
Những model tray loading như thế này rất là hiếm mà chúng ta chỉ gặp chủ yếu ở dạng sáp BS30, BS50, BS500, BS600. Còn Toshiba thì chúng ta thấy là cũng có một số máy BS, chẳng hạn như là máy BS73 nè, rồi BS63, BS84 vân vân. Rồi ngoài ra còn có Victor HRSC1000 và cả máy này nữa, Hitachi VTS1000 ha. Một trong những model đầu VHS mà có chức năng tray loading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong của máy như thế nào. Đây chính là bên trong của máy. Máy được thiết kế rất là dày đặc. Và chúng ta thấy là máy này có sử dụng nguồn tăng phô ha, nguồn biến áp rất là to, chứ không phải là nguồn xung như những cái model khác. Rồi đây chính là phần dàn cơ được chắn nhiễu rất tốt ha. Và hai bên đây chính là hai tấm mạch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem từng thành phần của máy. Đa phần những máy SVS của Hitachi thì thường là sử dụng bằng nguồn bằng biến áp rất là to. Và cái nguồn biến áp to này sẽ giúp cho bộ nguồn ổn định hơn, giúp cho các mạch hoạt động tốt hơn. Thì tất cả những cái dòng SVS thì tôi thấy là có Mitsubishi và Hitachi là ưu tiên sử dụng nguồn biến áp. Kể cả những cái máy đời sau cũng vậy nữa, những cái hàng khủng chẳng hạn như chúng ta thấy là có Mitsubishi HVV6000, HVV7000 đời mới nhưng mà họ vẫn sử dụng biến áp. Rồi cả model này cũng vậy, Hitachi VTS1000. Mặc dù đời cao nhưng mà họ vẫn sử dụng biến áp loại này chứ không phải là nguồn xung, tại vì cái nguồn xung thường rất là kém ha. Chúng ta để ý là những cái máy SVS đời cao chẳng hạn như là Panasonic hoặc là Victor hoặc là Sony, nếu như mà sử dụng nguồn xung thì máy cực kỳ kém. Đặc biệt là những cái tụ nguồn á, tụ rất là hay bị chảy nước khiến cho thối mạch. Còn riêng Hitachi và Mitsubishi vẫn ưu tiên sử dụng nguồn biến áp như thế này. Và những cái bộ nguồn của Hitachi thì thường sử dụng những con ICSTK làm IC ổn áp, và chẳng hạn như đây sử dụng ICSTK7271 và những con ICSTK này rất là hay bị hỏng. Thì ở Việt Nam tôi cũng đã sửa rất là nhiều những cái máy Hitachi và Sanyo sử dụng những ICSTK này, kể cả Toshiba nữa, Toshiba cũng rất thích dùng STK. Thì đa phần bộ nguồn mà nó hỏng, nó hay hỏng con STK này quý vị. Thì nguyên tắc là chúng ta có thể độ IC được hết, chúng ta có thể độ một cái mạch ổn áp rồi gắn vào. Tại vì hiện nay thì có một số bác cũng tìm mua những con ICSTK này, thứ nhất là rất khó, thứ hai là giá thành rất là cao, và thứ ba là nếu mà chúng ta thay vào thì chạy một vài ngày thì nó cũng lại bị hỏng tiếp. Ở Việt Nam thì tôi toàn độ cái nguồn ổn áp bên ngoài gắn vào, chạy rất là ổn định. Máy này được thiết kế dàn cơ nằm chính giữa, cho nên là phần mạch sẽ chia làm hai, ở hai bên hông, bao gồm một tấm mạch bên trái và bên phải. Phần mạch bên phải này đó chính là mạch điều khiển hệ thống, servo, timer và giải điều chế UHF, VHF. Khóa mạch bên trái này đó chính là mạch xử lý audio và video. Audio bao gồm là âm thanh mono và âm thanh hi-fi. Video thì có phần video chói và video màu. Và hai phần mạch này sẽ liên kết với nhau thông qua hai sợi cáp này, hai sợi cáp bẹ này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cấu trúc dàn cơ như thế nào. Đây chính là phần dàn cơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn rõ hơn về các chi tiết của dàn cơ này. Đầu tiên chúng ta sẽ cho khe băng chạy ra để chúng ta có thể quan sát được cấu trúc của dàn cơ. Nếu chúng ta để ý kỹ thì cái phần dàn cơ này thì nó cũng hoàn toàn bình thường mà thôi. Đây chính là cái loại dàn cơ khá là phổ biến ở những cái máy Hitachi đời cao, chẳng hạn như là đời VTS, chẳng hạn như là VTS 630, VTS 730 vân vân. Thì nó chỉ khác cái phần học băng mà thôi. Lúc trước ở clip giới thiệu về đầu VTS630 thì tôi đã có đề cập về cái dàn cơ này rồi. À, một cái loại dàn cơ khá phổ biến của những cái máy Hitachi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua tìm hiểu lại xem nó như thế nào. Đây chính là phần trống từ. Và trên trống từ này sẽ có 7 mắt từ.
bao gồm là một cặp SP, một cặp NLP, rồi một cặp HiFi và một phép từ dùng để xóa hình thực hiện chức năng edit. Và những cái trống từ của Hitachi thì được thiết kế là nó khoan rất là nhiều lỗ ha, và nó sẽ không có phần trạm nối dây ở phía trên. Khi mà chúng ta muốn thay từ, chúng ta chỉ việc tháo hai ốc này và chúng ta nhấc lên thôi, chúng ta không cần phải xả những cái mối hàn dây. Hai bên của room gần cái phía hai cái càng lúc đi đưa lên, nó sẽ có hai con damper đồng dùng để ổn định tốc độ chạy băng nè. Thì những cái máy SVS đời cao sẽ có hai con damper này, đa phần những cái máy SVS đời cao nào cũng vậy, cũng đều trang bị hai con damper này. Rồi dàn cơ này nó sẽ có một cái con lăn bọt biển dùng để lao từ mỗi khi mà lock đinh lên, và cái con lăn này được thay đổi độ cao khi mỗi lần lao, tại vì nếu như cái con lăn này mà lao cái trống từ này nhiều lần thì nó sẽ bị bẩn, cho nên là họ đã thiết kế cho mỗi lần lao thì nó sẽ thay đổi cái độ cao, mỗi lần nó sẽ dịch chuyển rồi khiến cho nó lao được nhiều lần hơn nha. Và để làm được điều đó thì họ sẽ thiết kế một cái cam này, cái cam có cái rãnh xoắn này, cứ mỗi lần mà đẩy lên nó sẽ xoay đổi thay đổi cái độ cao nè. Nên là chúng ta thấy là cứ mỗi lần lock in thì cái cam sẽ xoay ra và nó sẽ thay đổi cái độ cao của cái con lăn bọt biển này, giúp cho con lăn này có thể lao được nhiều lần hơn ha. Cấu trúc này khá giống với lại cái cấu trúc của những cái con lăn lao từ ở những cái máy beta cam chuyên dụng. Đây chính là khấu lock in, và trong khấu này nó sẽ có một cái motor, một con sâu, một bánh răng và cam ha. Thì những cái máy những cái dàn cơ Hitachi mà đời thường nó sẽ sử dụng một cam, và riêng cái dòng dàn cơ dùng S này thì nó sẽ sử dụng hai cam, hai cái cam mỏng ha. Các bạn có thể xem lại cái clip giới thiệu về đầu VTS630 mà tôi đã giới thiệu lúc trước, thì tôi có đề cập một vấn đề hai cái cam này. Rồi đây chính là cái công tắc cam nè, hay gọi là công tắc mode, công tắc chế độ. Cái công tắc này sẽ ăn khớp với cam, nó sẽ biết được cái góc quay hiện tại của cam, biết được cái trạng thái hiện tại của dàn cơ. Đây chính là trục cáp xăng, đây chính là binocular, đây chính là hai rêu cuốn băng. Và những cái máy Hitachi đời thường á, thì cái con XL này nó sẽ đáo trực tiếp qua cái hai cái rêu. Tuy nhiên cái máy Hitachi này á, thì nó thiết kế khác ha, tức là giữa rêu và cái XL này nó sẽ có thêm một cặp bánh răng trung gian nữa. Thì cái cách thiết kế này nó sẽ giúp cho khi mà cáp xăng mà nó đảo chiều quay ra cái chế độ mà shuttle hoặc là rod á, thì nó sẽ giúp cho băng không bị trùng ha. Rồi chúng ta thấy là khi mỗi lần cáp xăng mà nó đổ chiều quay nè thì nó đá qua rất là nhanh ha. Nếu như không có hai cái bánh răng trung gian này thì khi mà đá qua nó sẽ tốn cái thời gian, và trong khoảng thời gian đó băng sẽ bị trùng. Đây chính là hai càng lock-in, đây chính là tay căng băng, và đây chính là cái đèn cassette nè, để cái đèn led hồng ngoại nó phát hiện được cái băng ở điểm đầu hoặc điểm cuối ha. Đây chính là đầu từ AC, đây chính là cái đầu từ dùng để xóa toàn bộ tín hiệu trên băng. Đây chính là phần phía dưới của dàn cơ. Đây chính là cái motor room nè. Đây chính là cáp xăng. Đây là bu ly chính. Ở đây chính là một cái khối bộ ly hợp. Thì ở đây thì tôi không có sẵn cái bộ ly hợp này cho các bạn xem. Ở Việt Nam thì tôi có nhiều ha. Nếu như mà có thì tôi sẽ minh họa cho các bạn về cách thức hoạt động của bộ ly hợp cũng như là những cái cách ăn khớp của bánh răng ở đây. Thì nó có cái cấu trúc như thế này. Đối với máy Hitachi thì họ ưu tiên cho cái việc là đẩy băng bằng cáp xăng chứ không phải là bằng motor locking theo những cái máy khác, những cái máy mà đời khác chẳng hạn như là Victor nè, Mitsubishi, rồi Bana, Sony vân vân, thì cái hộp băng sử dụng một motor để đẩy băng ha. Hoặc là những cái loại tray locking á, chẳng hạn như là Victor, Toshiba hoặc là Sharp thì đều có motor riêng. Tuy nhiên thì Hitachi nó vẫn dùng cái động cơ cáp xăng này dùng để đẩy băng ra ha, và nó sẽ có cái nhông này, cái bánh răng trung gian này sẽ giúp ăn khớp với lại cái hộp băng. Và đây chính là cái bánh răng của hộp băng nè, bánh răng này nè quý vị. Đấy thì khi cáp xăng này quay nè thì nó sẽ đẩy đẩy và kéo cái khay ra.
Khi mà băng đã vào rồi thì nó sẽ có một cái lẫy, nó đẩy cái cam này xuống, nó đẩy cái bánh răng này xuống rồi lúc cách ra, lúc cho cái bánh răng này không ăn khớp với lại hộp băng nữa. Thì cái ưu điểm của phương pháp này là ra băng rất là êm, nhưng mà nhược điểm của nó là cái dây cobra này nếu mà bị lỏng nè thì nó sẽ không kéo băng ra được ha. Đối với những loại dàn cơ đầy đầu nó thường rất hay bị lỗi, cho nên là họ đã thiết kế lại nha, họ thiết kế cái đường kính của cái cáp xăng này to hơn và đường kính của cái pulley này to hơn, dẫn đến là cái diện tích tiếp xúc giữa cái dây cobra và cái pulley này nó tăng cái diện tích lên, cho nên là dây cobra này sẽ tăng cái lực ma sát nên nó khó bị trượt hơn. Đây chính là cái tấm mạch của dàn cơ, và trên tấm mạch này nó sẽ có một con IC dùng để lái cái động cơ cho cái rum này. Đây chúng thấy nó có một sợi dây cán mà đưa lên cái mạch và để con một IC ha. Và tất cả những tín hiệu điện trên cái dàn cơ này sẽ được đưa về mặt điều khiển thông qua cái sợi dây cáp bẹ này. Đây chính là hai bánh răng locking, và hai bánh răng này sẽ có tác dụng là đẩy hai càng locking lên, và hai bánh răng này được điều khiển bằng cái thanh răng này, cái thanh răng màu trắng này. Khi mà thanh răng này kéo lên thì nó sẽ đẩy hai cái bánh răng này ha, đẩy hai càng locking đi lên. Theo nhận xét chung thì dàn cơ này hoạt động khá là ổn định, dàn cơ này chạy cũng rất là tốt, cho nên là dàn cơ này được Hitachi sử dụng rộng rãi trong rất là nhiều năm. Thì một số cái thương hiệu không chuyên về VSS đó, khi mà bắt đầu sản xuất về VSS đó, thì họ cũng đã chọn mua dàn cơ này hoặc là thiết kế lại cái dàn cơ này cho riêng họ. Chẳng hạn như là đầu tiên chúng có thể kể đến đó chính là Sony, một trong những model VSS đầu tiên của Sony. Khi mà vừa bước chân vào VSS đó, thì họ cũng đã mua cái dàn cơ như thế này, họ cũng đã mua cái dàn cơ của Hitachi. Rồi một số những cái hãng không chuyên chẳng hạn như là Daewoo hoặc là Goldstar, khi mà mới bắt đầu sản xuất VSS thì họ cũng sản xuất cái cấu trúc dàn cơ nó khá giống như thế này. Chẳng hạn như là Goldstar đi, nó có một cái loại dàn cơ ha, cũng sử dụng cái cấu trúc pulley như thế này và cũng có cái hộc băng ăn khớp với lại cáp xăng, dẫn động bằng cáp xăng ha. Rồi ngoài ra Daewoo cũng có một cái loại dàn cơ tương tự ha, thiết kế hoàn toàn như thế này. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái dàn cơ của Hitachi vẫn là chuẩn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem dàn cơ nó chạy như thế nào. Bây giờ tôi sẽ cho khay ra. Sau đó tôi sẽ cho ống băng vào. Khi cho băng vào thì máy sẽ ở trạng thái là login và trạng thái chờ ha. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Đây chính là chế độ play nè. Đây chính là tạm dừng. Đây chính là rót đi từng frame hình. Đây chính là shuttle. Ở cái mode play này, nếu mà chúng ta bấm cái nút mà tua này, tua băng thì nó sẽ trở thành chế độ queue, tức là soi hình ảnh nè, nó cũng tương đương với lại shuttle vậy. Đây chính là tua ngược có hình nè. Để tua băng với tốc độ nhanh, chúng ta sẽ bấm nút stop và sau đó chính là tua. Máy tua băng rất là nhanh. Bây giờ tôi bấm stop. Đây chính là tua ngược. Stop. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng là tua với tốc độ cực nhanh nè. Cái tốc độ tua cực nhanh này nó sẽ giúp cho tua băng về trạng thái về điểm đầu ha, rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm cái nút này, cái nút mà có 3 mũi tên này nè. Thì máy sẽ ở trạng thái unlocking ha. Giúp giảm cái lực ma sát. Tua rất là nhanh quý vị. Ở trạng thái này thì hai càng nó không có đưa lên rum ha. Băng sẽ đi trực tiếp.
Khi gần đến cái đoạn đầu thì máy sẽ tự động mà giảm tốc độ để tránh cái trường hợp đứt băng nè. Khi máy vừa chạm đến cái đoạn đầu mà tức là cái điểm bi lông trong mình nè, máy sẽ tự động stop ha. Nhìn cơ chạy rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ lấy băng ra. Đoạn này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy xem nó bị lỗi gì. Bây giờ tôi sẽ cho khay ra và cho một băng vào. Chúng ta thấy là trên màn ảnh này nó xuất hiện những cái loại nhiễu rất kỳ cục ha. Những loại nhiễu xuất hiện theo chu kỳ. Và khi mà có nhiễu thì sẽ có những cái đường xéo như thế này, xéo ngang ha. Cũng như là âm thanh là chúng ta thấy là lúc có thì lên hi-fi, lúc có thì mất hi-fi nha. Và cái chu kỳ của mất hi-fi nó cũng bằng với cái chu kỳ của mất hình ảnh luôn. Cho nên nếu như mà ai đã sửa máy này quen thì sẽ biết được đây chính là lỗi sạc vô ha. Thì nguyên nhân chính là do cái tốc độ giữa rum và cáp xăng nó không đồng độ được với nhau. Cho nên là những cái vạch quét của đầu từ nó sẽ không có trùng với những cái vạch quét trên trên băng. Những vạch xuyên trên băng cho nên nó sẽ xảy ra cái hiện tượng nhiễu theo chu kỳ như thế này. Đây chính là lỗi sạc vô ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút tạm dừng nè, xem hình ảnh như thế nào ha. Bấm nút tạm dừng thì ảnh nó hoàn toàn đứng yên. Tại vì trong cái chế độ tạm dừng này thì cái tốc độ cáp xăng nó bằng không ha. Cáp xăng nó không chạy cho nên chỉ có cái rum quay mà thôi. Cho nên lúc này chỉ có một cái tốc độ rum nó quyết định cái chất lượng hình ảnh cho nên chúng ta thấy là nó không có nhiễu. Nhưng khi mà bắt đầu là hai cái động cơ chạy với nhau thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là không đồng bộ. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng frame hình xem như thế nào nè. Đi từng frame hình á thì ảnh vẫn đứng yên ha, nó không có bị nhiễu sọc. Bây giờ tôi tiến nè. Vậy là chỉ có cái ở chế độ play này thì cái động cơ này nó bị mất đồng bộ mà thôi. Còn chế độ tạm dừng hoặc là tua băng thì vẫn bình thường ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu cái cấu trúc của mạch sạc vô xem như thế nào ha. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy băng ra. Trong trường hợp này để test mà sạc vô thì tôi sẽ dùng cuốn băng như thế này. Cuốn băng này tôi đã lấy dây băng ra rồi ha. Tôi đã mở cái dây băng của cái cuộn này ra rồi. Cho nên hai cuộn này có thể là quay độc lập với nhau. Mục đích là chúng ta test cái dàn cơ này chạy một chế độ không tải ha. Bây giờ tôi cho băng vào. Bây giờ tôi sẽ dẫn máy lên và kiểm tra xem như thế nào. Đây chính là phía dưới của dàn cơ thì chúng ta thấy là cái cấu trúc dàn cơ như thế này. Đây chính là cái motor rum mà. Và rum này nó sẽ có một sợi dây đi xuống cái mạch này, dưới đây nó có một tấm mạch. Ở đây có một IC ha. IC 1651. Đây chính là của IC dùng để lái cái động cơ cho cái rum này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái tín hiệu điều khiển cho nó, đó chính là chân số 1. Tôi sẽ bấm play. Bây giờ tôi sẽ đo chân số 1 nha. Đây chính là cái điện áp dùng để điều khiển cho cái motor rum nó xoay. Chúng ta thấy là điện áp mình nó không ổn định nè. Nó là 2.3 nhưng mà cái số đuôi của nó ha. Lúc đó thì nó lên 8 80 mấy, lúc đó thì chỉ có 70 mấy thôi à. Cái điện áp mà nó dao động liên tục nè. Nó không ổn định cho nên là cái tốc độ của rum nó bị thay đổi ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái chế độ của sạc vô ha. Tôi sẽ kìm cái động cơ này lại nè. Chúng ta thấy là điện áp nó có tăng lên.
tăng lên bốn mươi mấy lần. Bây giờ tôi thả tay ra nè, điện áp nó giảm xuống nhưng mà nó cũng không ổn định nên lúc thì có 2 chấm mấy, 2.1, lúc thì 2.2, lúc mà 2.0 nè. Cho nên là cái mạch sạc vô nó có vấn đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm đến mạch sạc vô như thế nào ha, xem cái cấu trúc nó như thế nào. Đây chính là mạch điều khiển hệ thống mà, và mạch sạc vô nó nằm ở cái tấm mạch ngang này, tấm mạch ngang phía dưới này nè. Đây, và đây chính là IC sạc vô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra tín hiệu ở IC này. Ở đây tôi sẽ sử dụng oscilloscope để kiểm tra ha. Đây chính là cái khoảng dùng để đo tín hiệu cho mạch sạc vô. Ở đây chúng ta thấy có IC sạc vô nè. IC này có tổng cộng là 56 chân ha. Và bây giờ chúng ta sẽ đo tín hiệu. Đầu tiên chúng ta sẽ đo tín hiệu của rum FG. Đây chính là cái xung nó báo tốc độ của rum ha. Chúng ta sẽ đo ở đây. Chúng ta thấy là cái tần số nó bị thay đổi nè các bạn. Tần số nó bị rung nè. Ha, nó bị rung ha. Đây nè, chúng ta thấy nè, nó bị thay đổi nè. Cho nên là cái tốc độ của rung nó không ổn định, nó bị dao động qua lại ha. Chúng ta thấy rất là rõ nè. Đây nè. Cái chu kỳ nó bị thay đổi ha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đến cái tín hiệu xung chuyển mạch ha, hay còn gọi là tín hiệu xung BG. Đây chính là tín hiệu xung chuyển mạch này, nó được lấy từ tín hiệu rum BG dùng để báo pha của rum, và sau đó nó đã tính ra cái tín hiệu là trigger nè, switch 30 này, chúng ta đo ở đây. Đây chính là tín hiệu switch 30, còn cái tín hiệu cái bên này chính là reference 30, đây tính là tín hiệu tham chiếu ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đo cái tín hiệu qua switch 30 này. Chúng ta thấy là nó cũng bị chu kỳ nó bị thay đổi nè các bạn, chu kỳ nó bị thay đổi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đo tín hiệu reference 30. Tín hiệu reference 30 này được lấy từ xung thạch anh 3.58 m, và nó sẽ chia tần số xuống. Tín hiệu reference 30 này thì cái chu kỳ ổn định, không có vấn đề gì. Vậy chứng tỏ là tín hiệu đầu ra nó khác với lại tín hiệu đầu vào. Tín hiệu đầu vào reference 30 là vẫn cố định, còn tín hiệu đầu ra thì nó bị thay đổi hay dao động, cho nên là cái mạch sạc vô đã có vấn đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo mạch sạc vô ra và kiểm tra. Muốn tháo tấm mạch sạc vô này, chúng ta phải tháo cái mặt trước và phải tháo hai sợi dây cáp bẹ này ra ha. Rất là khó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành tháo ra. Đây chính là cấu trúc của mạch điều khiển hệ thống về sạc vô. Đây là mạch điều khiển hệ thống dùng IC này. Và mạch sạc vô nó sẽ dùng cái tấm mạch ngang này ha. Trên tấm mạch ngang này sử dụng IC sạc vô. Đó chính là IC HD 49741NT. IC này của Hitachi luôn ha, họ HD nè. Và IC này rất hay được sử dụng trong những máy Victor. Xung quanh khu vực IC sạc vô này có những cái tụ, và tôi đã kiểm tra những cái tụ rồi, rất là bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Thì thật ra mà nói thì cái việc mà sửa cái mạch sạc vô này rất là khó. Thì trong quá trình sửa thì tôi đã điều tra được nguyên nhân rồi ha. Cái điều tra nguyên nhân này tốn mất 2 ngày, bằng cách là đo tín hiệu thôi, cũng đo tín hiệu từ các chân, kiểm tra xung khuếch đại này nọ dưới IC này, và phát hiện ra là có một cái lỗi ở đây ha. Và cái lỗi này nếu như mà hướng dẫn quý vị khắc phục thì nó rất là khó, tại vì 2 ngày mới tìm ra lỗi. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào sửa máy luôn. Đây chính là cái cấu trúc của mạch sạc vô, và cái nguyên tắc là những cái máy đời cao như thế này thì không bao giờ có cái sơ đồ mạch điện cả. Cho nên chúng ta rất là khó sửa máy. Cho nên cái việc mà cần thiết là chúng ta phải tìm những cái sơ đồ nào tương đương, sử dụng những IC nào tương đương ha. Thì chúng ta mới dựa vào những cái mặt đó thì chúng ta mới sửa, chúng ta tham khảo. Tại vì những máy được thiết kế trong cùng một khoảng thời gian thì nó sẽ có cái cấu trúc mặt đặc hao hao giống nhau.
chứ không có cái nào mà khác nhau hoàn toàn cả. Những cái máy sau này thì phát triển từ những cái máy trước, cho nên là sơ đồ mạch điện nó sẽ có những cái nét tương đồng ha. Thì ở đây cũng vậy, cái sơ đồ tham khảo đó chính là máy VTF 860E. Đây chính là một cái đầu Hitachi ở cái thế hệ đời thấp hơn, tuy nhiên hiện nay cũng sử dụng IC sạc vô này. Đây chính là IC sạc vô của nó ha, HD nè, 49741 ANT ha, cùng chung IC luôn. IC này rất được sử dụng trong những cái máy Victor. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cấu trúc nó như thế nào. Thì đối với một IC sạc vô thì nó sẽ có những cái cấu trúc như sau. Thứ nhất là nó sẽ có cái khối dùng để điều khiển tốc độ nè, dành cho room, cylinder nè, CIL ký hiệu là cylinder nè. Đó là nó sẽ có khối dùng để điều khiển cái tốc độ cho room, rồi nó sẽ có cái khối dùng để điều khiển cái pha cho room. À, nó có hai vòng, một vòng đó là AFC, một vòng là ABC. AFC tức là điều khiển tần số, điều khiển tốc độ nè, và ABC chính là điều khiển pha, hay còn gọi là điều khiển cái góc quay. Đó chính là phần room ha, cylinder. Rồi tương tự phần capstan nó cũng có luôn nè quý vị. Capstan điều khiển tốc độ cho capstan nè, rồi điều khiển pha cho capstan. À. Thì đối với một cái mạch điều khiển thì nó sẽ có tín hiệu vào reference và tín hiệu tham chiếu và tín hiệu hồi tiếp về. Thì cái tín hiệu reference này được lấy từ đâu? Nó sẽ lấy từ một cái mạch dùng để tạo dao động có tần số là 3.58 m đối với hệ NTSC, và nó sẽ có tốc độ, và nó sẽ có tần số là 4.43 m đối với hệ BANA. Đây là cái tín hiệu này sẽ đưa đến cái chân này. Là tín hiệu này, tín hiệu tần số cao là 3.58 m, và nó sẽ có cái khối này, đó chính là cái khối chia tần số ha. Nó sẽ chia xuống đối với hệ ban thì là 25 Hz và đối với hệ NTSC là 29.97 Hz, và cái tín hiệu reference đó nó sẽ được đưa vào cho cái mạch điều khiển pha nè, điều khiển pha cho capstan và điều khiển pha cho room. Đó chính là cái cấu trúc mạch điều khiển sạc vô ha. Rồi bây giờ chúng ta nó bị lỗi cái phần sạc vô cho room, chúng ta sẽ tập trung vào những cái phần có chữ cylinder mà thôi. Thì cái cấu trúc nó như thế nào? Đầu tiên nó sẽ nhận cái tín hiệu xung FG từ room ha, đây chính là tín hiệu xung FG nè. Nó đi đến đây. Nó đi vào chân số 9 nè. Hồi nãy chúng ta đo tín hiệu từ đây ha. Và nó sẽ đưa đến một cái bộ điều khiển tốc độ nè, sau đó bộ điều khiển này sẽ đưa đến một con ốc em. Đưa đến một con ốc em nè. Rồi. Rồi ngoài ra cái tín hiệu xung BG hay tín hiệu báo pha nè, ở đây nó ký hiệu là chữ tách nè. Chữ tách có nghĩa là gắn một cái 500 ha. Thì tín hiệu này nó sẽ được đưa đến một cái mạch điều khiển pha. Đây nó đưa vào chân số 7 nè. Đó nó đưa vào cái bộ chia tần số nè. Rồi nó đưa đến cái khối điều khiển pha nè. Rồi sau đó cái tín hiệu này đưa vào chân số 15 nè, và đưa đến con ốc em. Con ốc em này sẽ cộng hai tín hiệu này lại và cho ra cái tín hiệu error ha. Tín hiệu error này sẽ đưa đến cái mạch dùng để điều khiển cái tốc độ cho room nè, cylinder sạc vô nè, để tín hiệu error. Đó thì cái cấu trúc nó như vậy, nó sẽ gồm hai phần, một phần dùng để điều khiển pha và một phần dùng để điều khiển tốc độ ha. Thì cái cấu trúc nó như vậy thì tôi đã đo tín hiệu ở cái mạch này rất là nhiều rồi, và sau 2 ngày đo tín hiệu và phán đoán bệnh thì tôi đã phát hiện ra nó bị hỏng cái con IC này quý vị, con IC HD 49741 này, và IC này đã hỏng rồi, vậy chúng ta phải thay mới nó. Tuy nhiên IC này thì không có sẵn, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ độ nó ha, chúng ta sẽ độ cái chân cho nó chạy được. Thì cái nguyên tắc là như vậy, ở Việt Nam cũng vậy, khi mà hỏng IC thì tôi cũng độ thôi, chứ IC mà tìm thì rất là khó đấy. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau sửa cái chân nó. Thì tôi đã điều tra ra phát hiện là cái chân số 16 này bị hỏng nè, chân số 16 này bị hỏng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào cái chân số 16 này. Chúng ta thấy là cái tín hiệu pha nè, nó đưa là chân số 17. Chân số 17 này sẽ cho qua một con điện trở R607 là R1M nè, và đưa chân số 15. Và ngoài ra cái chân số 15 này nó còn nhận tín hiệu từ cái chân số 16. Chân số 16 này có nhiệm vụ như thế nào? Nó là tạo ra cái tín hiệu có điện áp là VCC chia 2, hay còn gọi là tín hiệu 2,5V. Đây nè quý vị, tín hiệu 5V nè,
nó đưa qua một cái tổ 4.7 25V nè, rồi nó đưa một cái tổ 4.7 25V khác nó đưa xuống mát. Vậy cái điểm giữa này chính là 2,5V hay gọi là VCC chia 2 ha, nó đưa vào chân số 16. Và chân số 16 này có tác dụng là ổn định, gọi là tạo cái thiên áp bias cho cái chân số 15 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lý thuyết một chút. Đây nó có hai bộ điều khiển nè, đây chính là cái bộ điều khiển tần số ha, gọi là điều khiển tốc độ, ký hiệu là chữ F A F C, tức là bộ điều khiển tốc độ. Rồi nó sẽ có bộ điều khiển là A B C, tức là bộ điều khiển pha. Rồi hai tín hiệu này sẽ đưa đến con ốc em. Ốc em này sẽ tính là cái giá trị là error. Và tín hiệu error này sẽ xuất đến cái mặt điều khiển làm cho cái rum nó quay ha. Nếu mà cái rum quay quá chậm thì nó sẽ điều khiển cho cái điện áp đi tăng lên để cho cái rum quay nhanh lên. Còn nếu như cái rum quay quá chậm thì nó sẽ tính toán và xuất được cái giá trị điện áp này cao lên làm cho cái rum quay nhanh lên. Đấy thì cấu trúc nó như vậy. Thì đối với một con ốc em, nếu như mà ai học điện tử rồi sẽ biết một con ốc em nó sẽ có một cái vùng tuyến tính, và cái vùng tuyến tính nó dao động quanh cái khoảng là VCC chia 2. Đấy, có nghĩa là nếu như một con ốc em nè nó có được cung cấp một cái điện áp á, là khoảng là trừ 9V, cộng 9V, điện áp âm của nó là trừ VCC là trừ 9V, thì cái ngõ Vin nè và Vout nó sẽ dao động quanh vị trí là 0V. Đấy, còn đối với một số loại op amp mà sử dụng nguồn đơn, chẳng hạn như là LM324 là LM358 vân vân, thì nó sử dụng nguồn đơn, tức là nó sẽ sử dụng nguồn dương theo, chẳng hạn như là 9V hoặc là 12V chẳng hạn, và đây sẽ là drain D ha. Thì cái giá trị tuyến tính quanh cái điểm làm việc á, thì nó sẽ là VCC chia 2, tức là khoảng 4,5V hoặc là 6V ha. Tức là lấy cái điện áp này chia cho 2 nó sẽ ra cái điện áp quanh cái vùng tuyến tính này. Thì ở đây cũng vậy, đối với những con IC servo thì nó sẽ sử dụng cái cấu trúc là op amp dạng nguồn đơn, tức là sẽ lấy nguồn từ IC servo luôn, thì ở đây chính là 5V. Và cái nguồn âm của nó chính là drain D, mát 0V ha. Vậy thì cái điểm làm việc của nó chính là 2,5V, và nó sẽ có một cái nguồn dùng để tạo ra cái nguồn 2,5V này, và ở đây chính là cái chân 16 của IC nè. Chân 16 của IC nè, nó sẽ tạo ra cái tín hiệu là VCC chia 2 hay còn gọi là 2,5V. Rồi, tín hiệu này nó sẽ cho một cái tụ 4,70. Rồi, đi xuống mát. Và nó sẽ có một cái tụ 4,70 lên 5V ha. Đây chính là cái giá trị VCC chia 2 nè. Chúng ta thấy cái cấu trúc như thế này, tín hiệu 2,5V nè, nó có một cái tụ lên 5V, một cái tụ xuống drain D, hai cái tụ này có tác dụng là ổn định cái điện áp của chân 16 này. Đấy. Và sau đó nó sẽ bi áp cho cái chân op em. Điện trở nó có giá trị là 56 kg. Hay 56 kg như thế này nha các bạn. Đây. Thì về nguyên tắc cái điện áp ở đây chúng ta đo nó phải là 2,5V. Đây chính là chân số 15 của IC nè. Nhưng mà khi mà tôi đo tín hiệu thì tôi thấy cái điện áp chân này nó bị thay đổi, nó không phải là 2,5V nữa. Tức là cái điểm bias của op amp nó đã bị xê dịch, khiến cho cái mạch điều khiển này nó bị thay đổi thông số và xảy ra cái quá trình là dao động. Nguyên nhân đó chính là cái nguồn VCC chia 2 này không ổn định. Đấy. Thì tôi đã kiểm tra hai cái tụ này thì phát hiện ra hai tụ này vẫn còn nguyên zin, và tôi đã thay hai tụ mới rồi thì cái lỗi này vẫn còn, cho nên là cái tín hiệu này nó đã bị thay đổi, cho nên là tôi sẽ tạo ra một cái tín hiệu điện áp VCC chia 2 giả ha các bạn. Đấy, tại vì cái con HD nè 49741, con này là con IC servo và nó đã bị hư cái chân số 16. Chân số 16 này có tác dụng là tạo ra điện áp VCC chia 2. Cho nên là nếu hỏng chân này
thì toàn bộ cái khối op amp này sẽ không hoạt động được, bị thay đổi thông số, cho nên là chúng ta sẽ tạo ra một cái nguồn điện áp VCC chia 2 giả để cung cấp cho mạch này bằng cách là tôi sẽ thêm hai con điện trở vào. Tôi thêm hai con điện trở vào, mỗi con điện trở này sẽ song song với một cái tụ. Và con điện trở ở đây tôi dùng là điện trở 4,7 kg. Còn tại sao ra cái giá trị 4,7 kg này thì do kinh nghiệm mà thôi ha. Đây, R1, R2 nè. Và tôi mắc lên nguồn 5V. Thì tôi sẽ có cái mạch như thế này. Đây là 5V nè. Đây là ren D nè. Đây là điện trở 4,7 kg. Điện trở 4,7 kg. R1, R2. Thì chúng ta có cái VOUT nè. Là cái mạch cơ bản thôi ha. VOUT là sẽ bằng là 5V nhân cho R2 chia cho R2 cộng R1. À, vì tôi chọn R1 bằng R2 cho nên là nó sẽ bằng là 5V nhân cho 1 phần 2 ha, thì bằng 2,5V. Hiện gọi là VCC chia 2. Đấy, tôi đã dùng một cái nguồn, một hai con điện trở này và cái mạch chia áp. Tôi chia điện áp 5V ra làm hai. Ở chỗ đây sẽ là 2,5V cấp cho cái mạch bias chân số 16 này. Đấy. Và cấp cho cái chân của op amp này. Một cái mạch rất là đơn giản thôi, chỉ sử dụng hai điện trở mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hàn hai điện trở này vào mạch. Đây chính là IC sạc vô ha. HD49741NT. Chúng ta sẽ tìm đến chân số 16. Cái này phải tinh mắt mới thấy rõ được. Chân số 16 nè, nó sẽ có hai cái tụ nè, hai cái tụ 4,7. Hai cái tụ này. C606 và C607. Bây giờ chúng ta sẽ hàn hai con điện trở 4,7 kg song song với mỗi tụ này. Một con điện trở sẽ câu lên nguồn 5V và một con điện trở sẽ câu xuống mát ha. Hai con điện trở đó sẽ có tác dụng là chia nguồn 5V làm hai, tạo ra tín hiệu VCC chia 2 để bị áp cho con IC này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hàn hai điện trở 4,7 kg vào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Thì ban đầu là hình ảnh nó bị sọc xéo và không có hay file. Máy lên video các bạn, hình không có bị những cái sọc nhiễu cái dưới nè. Máy cũng lên hi-fi rồi các bạn. Khi mà tốc độ đã chạy ổn định rồi thì hình sẽ lên rất đẹp và sẽ có tiếng hi-fi à. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra cái chức năng là shuttle và resort. Tôi nhanh thì hình ảnh rất là tốt.
trên màn hình không hề có sọc ha. Còn đây chính là chế độ tua ngược có hình. Hình ảnh rất là tốt. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu Hitachi VTS1000, một cái đầu cũng khá là chất lượng và thiết kế rất độc đáo với cái tray locking ha, hay còn gọi là locking bằng cửa chạy ra chạy vào giống như là CD vậy. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau sửa thêm nhiều đầu video khác hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.